hé lộ thời điểm diễn ra môn kickboxing SEA Games 32. Theo thông báo từ ban tổ chức SEA Games 32, họ đã thống nhất về thời gian thi đấu môn kickboxing, một trong những môn võ được đánh giá là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Trên trang chủ của ban tổ chức SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia cho biết, kickboxing lần đầu nằm trong chương trình thi đấu từ năm 2019. Tại SEA Games năm nay, môn võ này diễn ra tại nhà thi đấu Morodok Techo của thành phố Phnom Penh, Campuchia. Các trận đấu tiến hành từ ngày 13 đến 16 tháng 5. Trước đó ngày 4 tháng 4, Liên đoàn Kickboxing Châu Á WAKO Asia cũng thông báo về thời gian tổ chức môn kickboxing với thời gian tương tự. Đây cũng là kỳ SEA Games đánh dấu quy mô tổ chức môn kickboxing với nhiều nội dung thi đấu nhất. Theo thông báo từ WAKO Asia, sẽ có 17 bộ huy chương được trao. Khác với SEA Games 31, khi chỉ có 2 hạng mục thi đấu kickboxing là low kick và full contact, SEA Games 32 sẽ đưa thêm 3 hạng mục khác là K1, light contact và kick line. Trong đó K1 là thi đấu trên võ đài tương tự low kick và full contact, còn light contact và kick line thì thi đấu trên thảm giống karate đồ và taekwondo. Bên cạnh đó, 17 bộ huy chương kickboxing bao gồm 12 nội dung thi đấu của nam và 5 nội dung của nữ. Ở kỳ SEA Games trước đó, Campuchia đã giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là cơ sở để họ mở rộng chương trình thi đấu môn kickboxing tại SEA Games 32 khi tăng số bộ huy chương từ 12 lên 17 huy chương. Về phía Việt Nam, kickboxing được xem là một trong những mỏ vàng khi các võ sĩ Việt Nam đã đứng nhất toàn đoàn 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Đó là cơ sở giúp kickboxing Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 với những gương mặt thi đấu ấn tượng như Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Nga,